xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Madame Thương Vlog. Bây giờ Madame Thương đang ở Bản Đác của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình nha. Sáng nay mình sẽ đi tham quan 8 bản trong cái làng này. Đó. Đằng sau mình là người ta làm để cho mình chụp hình đó. Và đây là hoa tam giác mạch đây. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn lên trên xe điện nha. Mình sẽ lên xe điện để mình đi tham quan 8 cái bản. Cảnh rừng núi Tây Bắc đẹp quá. Khí hậu cũng rất là thú vị. Qua cái này là du lịch Mai Châu Xanh đang làm cảnh cho mọi người chụp hình nè. Hoa tam giác mạch đây. Lạnh quá. Giờ mình đi xung quanh cái bản đá coi nha. Giờ là có du lịch cộng đồng. Mình đi tới 8 bản lận nha. Bạn này nói là mình đi 8 bản. Cái kia là cái gì mà đẹp quá vậy? Resort ạ. À, resort cái này. Là Mai Châu Ecolot ạ. À, mà Ecolot là nó đó hả? Cái này bản gì? Nafon ạ. Nafon. Là mấy cái nhà đó đó hả cưng? Những cô này là chủ yếu là người dân tộc Thái, vâng nhớ. Thái trắng hả? Vâng, đây là Thái trắng ạ. Thái cũng có Thái trắng. Trong đây đầu vô bản, có điểm dừng, rồi cũng bán quà lưu niệm rồi nè ha. Chuối, nước chè miễn phí có nha. Thủ công hay là giờ thủ công? À, xe máy thế ha. Sao hạ giá vậy? Sao hạ giá? Nó không có khách Tây, khách Nam. À, dạo này dịch bệnh khách Tây đi không được cho nên bán còn có 150. Đâu hai coi cái được không lấy cái đó hả này? Như mua đồ lưu niệm. À, bán hả? À, cái này là họ bán hả? Có mua về ăn không? Cải mèo hả? Cải mèo luôn. Cải rừng, cải rừng. Ôi trời ơi, rẻ quá nhỉ. Rẻ mà ngon nữa chứ. Bán nhanh ghê chưa? Đây, rau sạch đây cô ơi. Dạ, rau sạch mà có 5.000 rẻ quá. Dạ. Ngon quá. Nhà sàn dân tộc bây giờ là cũng đẹp lắm rồi đây. Cái nhà mà có điều kiện thì người ta sơn lên nè, rất là đẹp. Thậm chí ở trong là gắn máy lạnh rồi phòng ốc rồi rất là chu đáo luôn. Cái đó là bản nhớt rồi đó hả cơ? Cũng gần ha, mấy trăm mét à. Là bản Mai Châu thuộc tỉnh Hòa Bình. Đấy. Ở đây chủ yếu là người dân tộc Thái trắng em. Xứ Hà Nam mà không biết dệt là chết rồi. Đạp cạch cạch đi. Hai chân ở dưới đó hai. Hai chân để lên hai cái đó đó. Đoàn nhà mình đi hai xe, đi vòng 8 cái bản này mất tiếng đồng hồ không em? Chút nữa em ngừng lại chỗ hoa tam giác mạch cho mấy bà chụp hình nha. Bản lát cuối cùng ha em. Bản lát cuối cùng ạ. Bây giờ mình sẽ đi tiếp tới bản gì nè? Bản Nà Thịa. Bản Nà Thịa là bản thứ ba ha. Mai Châu em. Bán này được bao nhiêu hộ dân em? Được không? 30 hộ thôi. 30 hộ thôi. Bán bây giờ họ chuẩn bị đang có đi sang là sát nhập à? Sát nhập hai cái bản lại hả? Vâng. Cái phong tục mà đi chọc sàn là của người Thái luôn hả em? Đây thì đến cái bản bao cọ đấy các bác nhá. Bản con cọ. Ồ, bản mà có cái nhà đẹp thế này. Trời, xe lạnh đi vòng quanh bản này cũng thú vị ghê thật chứ. Bản này là thuộc thị trấn ạ.
À, cái bản này thuộc thị trấn hàng gì, nhà đẹp quá. À, nhà sàn này là tỷ tỷ rồi đó hả? Gỗ tốt à. Gỗ tốt đâu, từng làm một cuộn nghiến nghiến chai với xiến á. Ờ, biết hả, biết hả, thầy. Đẹp quá. Cây nóng là thơm. Quần một bộ đấy ạ. Cũng rất là đẹp luôn. Giờ kiếm cái đấy nó khó đấy. Bản lát này hả? Bản lát bột ạ. Bản lát mà đắng lát bột nữa. Mấy bản lát nữa cơ? Có hai bản lát. Cái bản này là nó làm du lịch từ lâu rồi đúng không? Từ thời Pháp, cho nên là ở đây bạn nào mà mua đồ thì mua từ cái bản ban đầu á, Nà Phòn đó ha. Phải không? Phải bản bản Nà Phòn không? Không, bản đầu tiên á. À, có mua thì mua bản Nà Phòn nha, còn đây là bản lát là khu du lịch rồi, cho nên là bán giá có thể hơi cao hơn ở bên kia tí. Cái áo đỏ này là thái trắng hả em? Còn áo vàng thái đen hả? Ô thái. Người ta phân biệt được nhờ cái đai, cái đường viền đó, cao hay là thấp. Có tuần 2-3 ngàn người vô luôn á hả? Vâng, tuần hết, các trường trung học phổ thông lên đông à. Mùa lúa thì đẹp nữa. Đẹp quá. À, nếu thơm. Đang đốt rạ, đọc kìa kìa. Đẹp quá. Đây là bản đất 2 nè, vô chỗ chụp hình nè ha. Thang lên trời nữa nè. Du lịch Bản Lát, Mai Châu, Hòa Bình nhé. Đây là Bản Lát 2. Vô chụp hình thì mỗi người 10.000. Ngoại lạnh không? Lạnh chứ, thấy ông co ro đúng đúng. Nghe hả? Trong này có hoa tam giác mạch nè. Nhưng mà ngoài kia cái bãi nãy là nó hoa nhiều hơn. Chú ra ngoài kia chụp. Sáng nay lạnh quá. Trông trống bay quá trời luôn. Hoa sau lưng Madam là hoa tam giác mạch đó nha. Bản Lát nè. Bắt bóng hả con? Tối chủ nhật là giao lưu ở đây đó hả? Thứ bảy chứ. Tối thứ bảy cao rộng à. Giao lưu là đông luôn. Tây ta gì ở đây hết. Homestay cà phê đẹp quá nè. Đây là khu du lịch luôn, Bản Lát một quá. Đi vô xem nào, uống cà phê nhé. Lãng mạn chưa nào? Ai? Cái này là homestay đây. Homestay vừa có cà phê, vừa có phòng ngủ, vừa có phòng massage. Đây là phòng massage nha. Mỗi một suất một tiếng đồng hồ là 210 đúng không em gái? À, 50.000 một chậu riêng là ngâm muối rồi đó ha. Còn ở trên là phòng ngủ của mình là 500.000 một phòng. Phòng 2 giường. 2 giường. Còn một phòng là 600.000 và 2 giường to là 4 người. À. Đây, homestay Zumo House. Số điện thoại. Bạn nào có du lịch vô Bản Lát 1 này, các bạn xuống sân bay Nội Bài, xong rồi bắt xe vô thị trấn Mai Châu của tỉnh Hòa Bình. Alo số điện thoại trên đó, chủ nhà sẽ ra thị trấn đón các bạn. Từ thị trấn đi vô đây thì khoảng 2 cây số. Cái này giống như cây giả nha, mà thật ra nó là cây thật á. Trên đây nè, làm bằng tre, bằng cây thì không cũng dễ thương lắm. Bông hoa ở miền Tây Bắc làm bằng một lóng tre chia làm 4, dễ thương chưa? 500.000 hai người ngủ. Thứ
ngoan hơn. Ngoài 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 tiếng Thái đây em còn biết tiếng nào nữa không? Có ngon không mà sao bà quậy quá trời vậy? Hay không? Rung mà lạnh. Uống cà phê đá hả? Ôi trời ơi, trời lạnh nhưng mà uống cà phê đá hả chị Ba? Cà phê nâu đá. À, nhưng mà không có đá, trời nó đặc quá. Trời đất ơi. Bà hai ngon, cà phê ngon mà hai. Ngay. À, dạ. Nóng à, đúng rồi. Cà phê cũng rất là ngon luôn. Thơm. Ngon ha. Thấy ơi, đợt này nhà mình đi với cái công ty này được quá đi. Công ty Châu An hay công ty gì vậy hay? Công ty Châu An Giang Tuyết Mai. À, bé Giang Tuyết Mai. Ừ. Số điện thoại đọc đi hai. Số của bé Mai là 0912175880. Hết chưa? Hết. Rồi, như vậy là bạn nào có nhu cầu mình đi ra du lịch cộng đồng ở Bản Lác này thì liên hệ với bé Mai nha. Tụi mình đi rất là ok đó. Chu đáo, vui vẻ, nhiệt tình. À, thức ăn này rất là đầy đủ, ngon, bổ, rẻ nha. Hôm nay nhà mình đi Mộc Châu á, đi cầu Kính Tình Yêu, thác Dải Yếm, xong rồi đi thủy điện Sơn La, rồi về lòng hồ Hòa Bình, xong mình đi thăm Bản Lác nè, đi du lịch cộng đồng ở Tây Bắc vào mùa lạnh này rất là vui và rất là thích nha các bạn. Thôi xin hẹn gặp lại các bạn vào clip sau nhé.